đích chúng ta phải làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là mục đích của các con phải đạt được. Nếu không đạt được thôi đừng đi tu. Chúng ta không phải đi tu để cầu danh cầu lợi, để có chùa to, để có Phật lớn, không phải đâu các con. Chúng ta đi tu là làm chủ thân tâm của chúng ta, làm chủ nhân quả. Tâm chúng ta muốn gì nó không được, mà chúng ta điều khiển nó chứ không để nó điều khiển chúng ta. Đó là mục đích của người đi tu. Vậy hôm nay có những gì mà mấy con cần hỏi thì mấy con kêu thầy về đó. Để rồi từng ở trong cái giáo đoàn, cái tăng đoàn và cái cư sĩ đoàn của mấy con, thầy sẽ chọn lấy người nào giữ được thanh tịnh thì sẽ được ở gần bên thầy. Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Còn bây giờ giới luật thì mấy con phải học, học để khai triển cái tri kiến của mấy con, để mấy con hiểu được, biết được cái nào thiện, cái nào ác, mà mấy con ngăn cản diệt nó, sanh thiện, sanh trưởng thiện như tứ chánh cần bây giờ. Đấy là các con tập, tập tu hàng ngày, mấy con tập tu tỉnh giác, chứ không phải tỉnh thức đâu mấy con. Các con phân biệt thì tỉnh giác và tỉnh thức như thầy nhận lời những tâm thư cho mấy con. Hai danh từ này nó khác xa lắm mấy con, nó không giống nhau. Giác là chúng ta giác ngộ xung quanh chúng ta tất cả các ác pháp và thiện pháp, chúng ta đều hiểu rất rõ. Đó là cái phương pháp để khai triển cái tri kiến của chúng ta, hiểu biết để chúng ta làm chủ được cuộc sống sau này. Còn nếu mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta không xả được, mà không xả được thì chúng ta bị ức chế tâm. Vì ức chế tâm thì không bao giờ chúng ta hết tham sân si. Nên cái mục đích chúng ta hôm nay là chúng ta phải tu tập bằng cái tri kiến của chúng ta, để chúng ta đạt được kết quả là tất cả ác pháp không làm trọng tâm chúng ta. Cái mục đích chúng ta là như vậy. Cho nên phải ráng cố gắng tu tập. Chứ nếu mà không tu tập thì mấy con sẽ để cái tri kiến mấy con sẽ cùng nhục. Và khi mà nó cùng nhục rồi thì mấy con cách nào mà con xả được tâm? Bởi vì hiện giờ chúng ta xả tâm bằng cái sự hiểu biết, không phải bằng cái ức chế, bằng cái sự hiểu biết. Cho nên mọi ác pháp, mọi chướng ngại pháp trong lớp học mấy con thấy mỗi người có những ý kiến, mà ý kiến trên cái bài học, ý kiến trên cái câu đáp án, thì điều đó để giúp cho chúng ta có cái chướng ngại pháp hay là không chướng ngại pháp trong tâm để mà xả. Đó là cách thức chúng ta để triển khai tri kiến. Mà triển khai tri kiến chúng ta tức là chúng ta đã tu định vô lậu chứ không có gì khác. Bởi vì định vô lậu nó làm cho chúng ta không còn lậu hoặc của tâm. Mà khi mà tâm chúng ta đã vô lậu rồi thì đó là chứng quả la hán chứ. Các bạn tu tập quá dễ chứ đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà tại sao mà chúng ta không bỏ được? Tại vì chúng ta thấy tại vì chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta từ lâu đã quân tập quá nhiều, cho nên hiện giờ hiểu thì hiểu nhưng mà bỏ xuống thì bỏ chưa. Cho nên hàng ngày chúng ta cố gắng hàng quán xét, hàng tư duy, hàng suy nghĩ, từng những ác pháp tác động đến thân tâm chúng ta đều xả xuống, đều dừng lại để tâm bất động thân hạ an lạc vô sự. Cái mục đích chúng ta là đạt được chỗ thân hạ an lạc vô sự bằng bất động tâm. Các con thấy trong cái tu tập của chúng ta là như vậy. Mà hàng ngày chúng ta về đây, chúng ta ăn ngàm bữa cơm, chúng ta làm cái gì mấy con? Chỉ cái chuyên duy nhất của chúng ta chỉ có làm một cái điều này mà thôi. Ở trong thất của chúng ta tu tập, chúng ta đi tới, đi lui, đi kinh hành, đi tới, đi lui. Mục đích chúng ta cũng tỉnh giác, chứ chúng ta có làm cái gì đâu. Không phải tỉnh thức đâu mấy con. Giai đoạn này không phải mấy con tu tỉnh thức, mà tỉnh giác. Giác từng bước đi, giác từng hành động, giác từng lời nói mấy con. Chữ giác có nghĩa là thấu suốt, hiểu biết từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩa của chúng ta, thiện hay là ác đây. Nó có làm cho chúng ta khổ tâm hay là nó có làm chúng ta khổ cái gì đây? Thì ác là nó có khổ mình, khổ người, mà thiện thì không làm khổ mình, khổ người. Nó xác định rất rõ những điều mà chúng ta tu học.
Cho nên sự tu tập chúng ta phải cố gắng ở cái mức độ này, ở cái mức độ này khó nhất. Thiền định không khó đâu mấy con. Nếu tâm mấy con mà tu tập giới luật nghiêm chỉnh, ly dục ly ác pháp được rồi, thì thầy dạy mấy con tu tập tứ thần túc rất dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ trong vòng chừng 7 ngày, cao lắm thì mấy con 7 tháng, không xa, thì mấy con sẽ đạt được những kết quả rất lớn. Bởi tu tập nó phải thấy được cái kết quả hàng ngày, mấy con xét nét thử coi tâm mình có xả được chưa, có thật còn thấy chướng ngại chưa, từ cái ăn uống, từ cái đi đứng, từ cái nằm ngồi, từ cái giấc ngủ của mấy con, mấy con thấy mình có xả được chưa. Mấy con có lưu ý điều đó không? Thấy mình còn hôn trầm thì nhiên tức là còn si chứ gì. Mục đích của chúng ta làm sao cho hết tham sân si, mà muốn hết tham sân si thì mấy con thấy mình phải làm cái gì. Mà hãy cái tướng nào thì nó lộ ra tướng ấy. Đến bữa ăn thấy bữa nay thấy đồ ăn dở quá thì tức là mấy con đã thấy cái tâm tham của mình. Mà khi mà thấy còn hôn trầm thì gục tới gục lui thì đó là mấy con thấy còn tâm si. Còn hở ra chút xíu cái mình nghi ngờ người này, mình nghi ngờ người kia, thì cái đó là tâm nghi. Tham sân si mấy con đầy đủ thì như vậy là mình tu, là mình làm cái gì để mình phản. Vậy thì muốn phá cái si thì mình phải làm sao, muốn phá cái tham mình phải làm sao, muốn phá cái sân mình phải làm sao? Phải biết cách chứ, không biết cách làm sao mà xả đây. Thì biết cách mấy con thấy cái chương trình mà học đạo đức thì nó là một mục đích để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mình để xả từng cái tâm mình, từng cái ác pháp ở trong tâm của mình. Đó là chính chọn chúng ta tu. Mà hàng ngày chúng ta tu tập như thế này thì ít ra ngày ngày chuyên môn tu tập thì làm sao lại không giảm. Nó tạo thành chúng ta có một cái lực giải thoát, cái lực không tham sân si. Còn từ lâu chúng ta sống trong cuộc đời, từ cha mẹ sinh chúng ta cho đến hôm nay mà chúng ta chưa biết pháp tu thì chúng ta quân cái tham sân si, càng ngày càng quân thêm. Mỗi lần có ham muốn từ cái ăn, cái ngủ, thích ăn, thích ngủ, thì đó là quân thêm cái lực của nghiệp, của nghiệp tham sân si. Còn bây giờ chúng ta luôn luôn hàng ngày chúng ta gạt bỏ dần bớt những cái lực đó ra thì nó tạo thành cái lực không tham sân si. Cho đến khi mà tâm chúng ta hoàn toàn bất động, không tham sân si thì lúc bây giờ đó là chúng ta đã giải thoát cái gì. Bây giờ chúng ta khi mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi, bắt đầu chúng ta bước qua giai đoạn tu thiền định thì chúng ta luyện thành túc, luyện cái nội lực của thân của chúng ta, tâm của chúng ta, để chúng ta trở thành một cái lực nội lực, một cái nội lực ghê gớm. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái lực làm chủ thân. Cái lực của nó, mấy con có nghe người ta nói đến tam minh chưa? Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tịnh minh. Ngồi đây mà mấy con không, cũng con mắt, cũng đôi mắt này, chứ nó không khác đâu. Nhưng mà khi nó hoạt động trong cái ý thức của mấy con hiện giờ thì nhìn cách ghét mấy con không thấy bên kia. Trong tâm ruột của người khác mấy con không biết họ đang nghĩ gì. Cũng đôi mắt này mà người ta nhìn suốt được cách ghét qua bên kia, người ta thấy được không gian vũ trụ mênh mông, người ta vẫn thấy được. Cũng đôi mắt này nó đâu có cái gì, nó đâu phải thấy bằng cái đôi mắt khác đâu. Nhưng mấy người ta không hiểu á, người ta tưởng rằng đó là cái đôi mắt huệ. Không huệ gì hết, tại cái đôi mắt này nó sử dụng qua một cái góc độ khác, qua một cái góc độ chứ nó không có mới mẻ gì hết. Nghĩa là sáu căn chúng ta vẫn sử dụng y như thường, nhưng khi nó hoạt động trong cái ý thức của sáu thức của nó thì nó là con người bình thường. Như bây giờ mấy con cũng như thầy bây giờ cũng sử dụng. Khi mà toàn bộ thân tâm thầy ở trong một cái trạng thái định, tức là định tứ thiền, nghĩa là thầy có thân mà không thở, vẫn sống như thường, lúc bây giờ đôi mắt của thầy nó sẽ thấy suốt cả không gian vũ trụ. Còn bây giờ mấy con thở phì vèo như thế này, mấy con bảo thấy vũ trụ,
thì mấy con không thấy gì hết. Nghe bây giờ mấy con nhìn lên trên bầu trời, mấy con tìm cái ngôi sao mấy con không thấy, khi mặt trời mọc có phải chờ cho trời tối thấy ánh sáng của ngôi sao đó, chứ mấy con biết cái ngôi sao đó là cái gì không? Nghe các nhà khoa học sử dụng máy móc nói đó là cũng giống như một cái hành tinh, nó cũng đất đá như vậy thôi. Chứ giờ chẳng hạn bây giờ chính đôi mắt của mấy con mà thật sự để nhìn thấy mặt trời hoặc nhìn thấy cung trăng, để nhìn thấy trăng thì mấy con chẳng biết nó là cái gì, chỉ thấy sáng đó mà thôi. Không hay không? Mấy con đâu có chứng minh được đó là đất đá. Làm sao mấy con chứng minh được đó đất đá bằng cái đôi mắt mấy con thấy như chúng ta thấy ở trên cái chỗ mà chúng ta đang ngồi này, cái đất chúng ta này. Chúng ta thấy cây cỏ như vậy đó, thì chính chúng ta thấy, chứ không phải nghe người khác nói rồi chúng ta bắt chước theo chúng ta nói cho người ta. Làm sao mà chúng ta tu tập được như vậy? Chứ đâu phải một cuộc đời chúng ta bỏ hết, chúng ta đi tu đến đây chúng ta chỉ ngồi đi chơi như thế này sao? Rốt cuộc chúng ta được những gì? Thân này nó đau bệnh thì mấy con cũng nằm la liệt, mấy con cũng nói là người khác nói. Thì mấy con cách nghĩ như thế này. Cho nên thầy bảo mấy con cố gắng buông xả, dùng đức hạnh giới luật của Phật sẵn có để mà chúng ta xả hết tâm. Ai chữ ai nói gì chúng ta thấy bất đặc. Hôm nay chúng ta đứng lớp chúng ta dạy đâu có nghĩa là chúng ta là thầy của mọi người. Có phải mấy con mượn vào kinh sách của Phật, mượn vào lời của thầy, mượn những ý của thầy, những ý của Phật mà dạy lại, truyền đạt lại cho cùng huynh đệ với nhau, để chúng ta cùng thông hiểu, để chúng ta góp ý nhau để làm chúng ta thấu suốt, có gì mà phải tranh cãi. Rồi khi mà chúng ta trở thành một người tu sinh trong lớp học này, đứng lớp thì chúng ta là giảng viên, nhưng mà chúng ta trở thành tu sinh của lớp này thì chúng ta vẫn học những cái hay, cái dở của những người khác. Trong lớp này thì có một người khác đứng lên, chúng ta coi người đó như là thầy, đâu có khác gì. Chứ đâu phải người đó là thầy rồi mình chấp cái ngã của mình là thầy, bây giờ mình xuống mình ngồi lớp, hoặc là mình trưởng đoàn của tăng đoàn, thì khi mình đứng lên mình hướng dẫn là mình đem hết cái trách nhiệm bổn phận của mình. Nhưng mà khi mình vào lớp học là mình mà học một học viên ở trong lớp học này, nghĩa là chúng ta là người tu chưa chứng á, thì chúng ta phải thấy mình như vậy. Còn mình tu chứng rồi á, thì cái trách nhiệm bổn phận của mình là truyền đạt cái hiểu biết của mình, chứ không phải cái mà mình vay mượn của Phật, của người khác. Còn hiện giờ mấy con toàn là vay mượn của người khác để nói lại mà thôi, để thay thầy nói lại những điều thầy hướng dẫn cho mấy con. Cho nên mấy con phải cố gắng. Hôm nay mấy con chính thức vào được tăng đoàn, vào được nam cử sĩ đoàn, thì mấy con chính thức là đệ tử của Chân Như. Chính thức là đệ tử của Chân Như thì ít ra mấy con phải làm sao cho xứng đáng là đệ tử của Chân Như. Một khi mấy con bước ra khỏi cổng tu viện Chân Như thì mấy con càng giới luật càng nghiêm chỉnh hơn. Nó là ánh sáng, nó là một sự sống của hành động của Đức, của sự sống của Đức Phật ngày xưa. Chúng ta làm sao sống được đúng như vậy? Đức Phật là một thái tử, con của một nhà vua giàu sang vô cùng, bỏ cung vàng điện ngọc. Chúng ta sánh với Đức Phật có bằng gì Đức Phật đâu mấy con? Không có gì mà chúng ta bằng Đức Phật. Thế mà Đức Phật bỏ rồi còn ba y một bát đi xin ăn, bỏ hết. Trong thời gian Đức Phật xa lìa đất nước của mình, xa lìa vợ con của mình, không bao giờ trở về, đến khi tu chứng mới thôi. Chúng ta cũng vậy chứ, bỏ hết thì phải bỏ hết, bỏ nửa chừng. Bỏ nửa chừng là sao mới không biết. Ít hôm có chuyện gì gia đình của mình chạy về thăm cái đã, giải quyết cái đã. Tu như vậy biết bao đời mới con được mấy con. Một khi đã không tu thôi, mà đã tu là quyết bỏ sạch. Tu làm sao để cho mình ngày nào đó mình trở về mình độ những người thân của mình, như Đức Phật tu chứng rồi mới trở về được.
Có bao giờ Đức Phật nửa chừng mà chạy về thăm nhà bao giờ, thăm vợ thăm con coi nay nó ra sao không? Thăm cha mình coi nay cha mình ra sao không? Không. Các con đọc trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các con có thấy điều này không? Tại sao cái hình ảnh, cái gương ảnh của Đức Phật như vậy mà tại sao chúng ta không xoay gương như vậy? Để rồi chúng ta cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui để làm gì? Thầy nghe có người xin thầy để về lo giữ đất đai. Đất đai thì giao hết, viết giấy ủy quyền giao hết. Hôm nay đi tu là chỉ biết tu thôi, chẳng biết gì nữa. Thầy biết đó là cái chùm nghĩa vậy. Nhưng trước khi chưa vào tăng đoàn thôi, mà đã vào tông đoàn thì nhất định là sống chết đúng với luật của Phật, lìa xa hết những nhân quả của thế giới. Như vậy mới gọi là vào tăng đoàn. Còn nam cư sĩ đoàn của mấy con là chuẩn bị cho tư tưởng tinh thần của mấy con. Chứ đừng nghĩ rằng tôi là cư sĩ, tôi còn phải chạy tới chạy lui gia đình này kia. Đừng nghĩ như vậy. Chính vào cư sĩ là một cái tên để cách thức chúng ta sống, làm gương cho người cư sĩ khác. Nhưng vẫn cái hạnh chúng ta không thua gì Đức Phật ngày xưa, hạnh buông xả. Cho nên thầy mong rằng mấy con nhớ rằng phải xả hết, từ cái hình tướng cho đến cái tinh thần của chúng ta đều xả xuống hết. Chúng ta chỉ còn một tu sĩ ba y một pháp. Người cư sĩ chúng ta cũng lấy tinh thần giải thoát của đạo Phật lần lượt. Hôm nay chúng ta cố gắng khắc phục gia đình của mình, cố gắng. Bởi vì mình còn mặc chiếc áo cư sĩ thì mình chưa có phạm phải giới của người tu sĩ. Là mình còn về thăm gia đình, mình còn cố gắng khắc phục. Bởi vì mình không thể thành một tu sĩ như Đức Phật được, là vì mình biết gia đình của mình còn những cái khó khăn, chưa có thể hoàn toàn chấp thuận. Cho nên vì vậy mình cố gắng, mặc dù là mình có cái ý chí quyết tâm để trở thành một tu sĩ hoàn toàn trong chiếc áo cư sĩ, thì các con cứ lần lượt giải quyết cho gia đình mình thích an ổn. Bởi vì mình giải quyết như thế nào, mình phải xác định cho gia đình của mình biết, cha mẹ mình biết, sanh làm người có bốn cái nỗi khổ: sanh già bệnh chết, già chết đi không biết về đâu, mà mục đích theo đạo Phật chết phải biết chỗ mình về, già chết, lúc nào sống đều làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là quyền sống chết trong tay của chúng ta, chứ không phải còn quyền sống chết của nhân quả. Người tu sĩ chúng ta phải có một cái sự quyết định cho đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta mới dứt hẳn tất cả những cái sự ái, cái sự dây mơ rễ má này trói buộc chúng ta mà không cho chúng ta đi vào con đường giải thoát được. Vì còn những sự trói buộc của ái kiến sự của gia đình thì không thể nào mà chúng ta giải thoát. Đã quyết thì từ giờ từ phút mấy con phải tu tập như thế nào, hàng ngày phải xả. Nói là xả cái gì? Xả sao mà ít hôm mà chạy về gia đình được? Như vậy có xả không mấy con? Mấy con bị cái tâm, mấy con gạt, mấy con để tôi về gia đình tôi giải quyết cho nó ổn. Sự thật ra bị cái tâm mình gạt, bỏ là bỏ đi. Gương hạnh của Đức Phật ngày xưa còn đó. Đức Phật có bao giờ chạy về gia đình mình giải quyết gì? Không tu thôi, mà đã tu thì quyết định. Mình không nghĩ rằng mình sẽ tu ngày mai, ngày mốt này chứng đạo, mà hôm nay tu, tôi xả như vậy, tôi làm như vậy tốt thì ngày mai sẽ chứng đạo. Tôi không biết ngày nào, nhưng mà hôm nay tôi làm tốt, giờ phút này tôi làm tốt, tâm tôi sẽ bất động, luôn luôn bất động. Ngày nay đến ngày mai, ngày mốt thì sự bất động này nó sẽ là như thế nào mấy con biết? Nó thu ngắn cái thời gian của mấy con. Còn mấy con không thấy cái kết quả này, mấy con cứ tu cầm chừng, tu rai rai những chuyện gì đó rồi tư duy quá chết xả để tâm mình an ổn lại thôi. Không phải còn biết con đường của mình còn phải có những sự làm chủ thân tâm của mình cụ thể rõ ràng chứ. Chứ đâu lẽ mà bây giờ mình tu như vậy mình cho mình thỏa mãn mình đã được rồi sao?
Cũng như bây giờ không lẽ mấy con mặc cái bộ y áo này rồi mấy con cho như vậy là đủ sao? Chưa đủ đâu. Con đường tu của mấy con đòi hỏi rất nhiều cái nhiệt tâm, nhiệt quyết đối với cái nhân quả bản thân của mình, đối với nhân quả của những người, của nhân quả từ cha mẹ của mình đó, là cái chùm nhân quả này, cái chùm nhân quả ấy chứ. Đừng nghĩ lo cho ai hết, mà bây giờ hãy lo cho chính bản thân của mấy con. Chừng nào mình làm chủ được sinh già bệnh chết rồi mình mới nhận. 6 năm trong rừng khổ hạnh, Đức Phật mục đích không còn nghĩ ngợi một cái gì xa xuôi hết, là chỉ làm sao làm chủ 4 sự đau khổ sinh già bệnh chết, làm sao làm chủ được sự sống chết của mình. Chừng đó Đức Phật mới mãn nguyện. Sau khi tu chứng, Đức Phật mới đem ra những điều cần thiết để dạy cho đệ tử. Còn lúc mà tu chưa xong thì Đức Phật coi như là chết bỏ. Các con có nghe Đức Phật quyền: nếu không chứng đạo thà nát xương tại cội Bồ Đề mà không hề chứng đạo. Thì hôm nay các con đến đây để mà vào cái tăng đoàn này, thà nát xương mà không rời khỏi tu viện chân như. Còn người nào mà còn có ý mà muốn rời khỏi chân như mà trong khi mà chưa tu xong, thì đương nhiên mấy con đừng nhập vào tăng đoàn chân như. Nó phải có sự quyết tâm, có sự nhiệt huyết như vậy mấy con mới thấy được cái sự đạt được cái kết quả tu tập của mấy con. Còn thiếu nhiệt tâm, nhiệt huyết thì mấy con không thể nào. Các con thấy Đức Phật chưa gì hết, bỏ gia đình một cái mạnh mẽ, con còn nhỏ, vợ còn trẻ, cha già, mà ra đi là bỏ là bỏ. Mà trong thời gian đi 6 năm khổ hạnh dưới cội Bồ Đề, Ngài không bao giờ trở về thăm gia đình chút nào. Đâu có nghĩa là Ngài là một con gọc cây, gọc cỏ, cục đá. Ngài vô tri, Ngài không cảm tình, Ngài không có tình cảm sao? Bao nhiêu cái tình thương của gia đình, của vợ con, của cha già, làm sao cái tư tưởng đó, làm sao không dài xéo lên tâm can của Đức Phật không? Thế mà Ngài quyết định xả là xả, bỏ là bỏ. Chúng ta thử một con người đâu phải đất đá, vậy mà Đức Phật xả là xả, nhất định là. Trong khi Đức Phật chưa biết pháp tu mấy con, mần mò từ pháp này đến pháp khác đủ loại, thế mà Ngài có ý chí quyết tâm vô cùng. Còn mấy con được pháp rồi, biết được cái chân lý rồi, giác ngộ được cái chân lý rồi, tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự, ai lại không biết trạng thái này? Thế mà mấy con có bảo vệ được không? Hôm nay vào tăng đoàn tức là mang cái hình sắc của Đức Phật ngày xưa, tống ba y một ba bỏ xuống hết, chỉ cần thiết những gì cần thiết cho đời sống chúng ta mà thôi, còn bao nhiêu chúng ta dẹp xuống hết. Ngài thầy ra khỏi tu viện chân như cách đây 1 năm với bộ y áo này, hôm nay trở về cũng với y áo này. Còn bây giờ mấy con đã quyết định trở thành đệ tử của tu viện chân như, hình ảnh mấy con rất đẹp đẽ, giống y như Phật này. Thì tâm mấy con cũng làm cho giống y như Phật ngày xưa, mới xứng đáng là đệ tử của Phật, mới xứng đáng là đệ tử của chân như. Hôm nay trước mặt mấy con là đệ tử của chân như, vậy mấy con làm sao cho xứng đáng đây? Phải nỗ lực tu tập như thế nào? Là người nam, chúng ta phải có ý chí, phải có gan dạ, phải cương quyết đối với mình. Đức Phật nói thắng tâm trần không bằng thắng mình. Các bạn thấy thắng mình khó lắm mấy con. Nhưng hôm nay chúng ta khép mình trong khu khổ như thế này,
là coi như chúng ta thắng rất nhiều trận, chứ không phải là không thắng đâu, không phải là kẻ thất bại. Các con dám bước chân vào đây để xin vào tăng đoàn chứng như, xin vào nam cư sĩ đoàn chứng như không phải là một chuyện dễ, đắn đo suy nghĩ rất nhiều trong tư tưởng của mấy con, chỉ còn quyết tâm thôi. Hôm nay thì về đây khích lệ cho mấy con nỗ lực quyết tâm để thực hiện cho bằng được con đường giải thoát của chúng ta, để nối gót Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để làm sáng tỏ con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà không còn ai, không còn một cái hệ phái, một cái giáo pháp nào làm lệch lạc con đường này nữa. Bàn tay và khối óc của mấy con sẽ dựng lại nền đạo đức của Phật giáo cho lại người trên hành tinh này. Mấy con thấy cái tầm trách của mấy con lớn lắm chứ không phải nhỏ.